vô địch cúp quốc gia, chân sút số 1 Việt Nam sang Bồ Đào Nha chơi bóng, vừa cùng đồng đội tuyển nữ thành phố Hồ Chí Minh đoạt chức vô địch cúp quốc gia, kỷ lục gia Huỳnh Như đã lên đường sang Bồ Đào Nha và trải qua đợt kiểm tra y tế trước khi gia nhập câu lạc bộ Lang. Đội tuyển nữ thành phố Hồ Chí Minh y đã vượt qua đối thủ lớn Hà Nội y trên chấm luân lưu nghẹt thở 5-4 ở trận chung kết cúp quốc gia để tiếp tục lên ngôi vô địch. Ngay sau trận đấu này, đội trưởng Huỳnh Như tiết lộ mình sẽ đầu quân cho một đội bóng của Bồ Đào Nha. Thủ quân đội tuyển quốc gia 31 tuổi tâm sự chức vô địch của thành phố Hồ Chí Minh là món quà chia tay quý giá của đồng đội tặng cho Huỳnh Như. Cô gái quê Trà Vinh là nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại chơi bóng cho một câu lạc bộ của châu Âu. Tiền đạo tuyển Việt Nam đang nắm giữ nhiều kỷ lục như chân sút nữ xuất sắc nhất lịch sử với 59 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia lập hồi tháng 7 tại sân chơi AFF Cup 2022. Cầu thủ Huỳnh Như là cầu thủ xuất sắc nhất của giải các giải vô địch quốc gia từ năm 2018 đến năm 2021. Cô gái vàng của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh còn là nữ hoàng phá lưới ở các mùa bóng 2013, 2016, 2017, 2021. Huỳnh Như cũng là tác giả của 4 quả bóng vàng Việt Nam, ngang bằng thành tích của đàn chị Kim Chi. Chân sút này từng 3 lần vô địch SEA Games dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung năm 2017. 2019 và 2021 đăng quang AFF Cup 2019 trong màu áo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, tiền đạo Huỳnh Như đã giành 7 ngôi vô địch quốc gia, 2 chức vô địch cúp quốc gia. Năm ngoái, đội Thái Nguyên từng mời Huỳnh Như về đầu quân với khoản lót tay 2 tỷ đồng cùng mức lương tháng 30 triệu đồng nhưng cô từ chối, hy vọng chuyến xuất ngoại chơi bóng của Huỳnh Như sẽ thành công như mong muốn. Tháng 5 năm 2023, cầu thủ Huỳnh Như trở về khoác áo tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup.